với một ca khúc nhạc Pháp lời Việt nhạc sĩ Phạm Duy, Après Toi, Vắng Bóng Người Yêu. Và cũng xin giới thiệu với quý anh, quý vị văn khách ở đây, chị Mai Loan là ca sĩ ở San Jose xuống ủng hộ cho bến nhạc, người chị tinh thần của Bích Ngọc. Một tràng pháo tay cho chị Mai Loan. Sau chị Mai Loan sẽ là anh Duy Khang. Loan xin góp tiếng trong ngày bến nhạc được tròn 4 tuổi. Rất là vui nhận lời mời của anh Bình và Bích Ngọc. Chúc quý vị một đêm thật là ngon miệng trong một cái không gian thật ấm cúng tại nhà hàng Crystal, thành phố Stanton, miền Nam California. Bóng anh vắng ánh sáng vắng hàng năm, cuộc tình xanh nào ngờ mối tình mong manh, cuộc tình rồi đành là khuất bóng thôi, với dĩ vãng xa lạ đang trôi, người tình ơi vắng tanh cuộc đời, đời hoang vắng. Đành mất anh, em đành sống quanh bao nhiêu kỷ niệm mong manh, quạnh yêu sớm đôi tay chưa trọi trong tâm, môi mòn mắt trong trái tim ân hận, ngày tươi sáng khi đôi ta đầy luyến thương, ta cười hát vang, ta ôm cuộc đời mấy thành. Rồi cuộc đời, rồi cuộc đời, cuộc đời mãi cuốn trôi, cuộc đời mãi cuốn trôi, với tiếng khóc với tiếng vui, cuộc đời ơi, cuộc đời đọa đày mà thôi, cuộc tình sâu đành là mãi đớn đau, cố níu kéo vẫn mất nhau. Người tình ơi, tóc tang một màu. Trời, đời hoang vắng. Khi em cứ lần thiếu anh, cứ lần thiếu anh, tôi ôm kỷ niệm mong manh. Cuộc tình ta, cuộc tình vắng bóng anh, vắng ánh sáng vắng tháng năm, cuộc tình xanh nào ngờ mối tình mong manh, cuộc tình rơi đành là khuất bóng thôi, với dĩ vãng xa lãng đang trôi, người tình ơi vắng tanh cuộc đời. Ngày tươi sáng, ngày tươi sáng, khi đôi ta đầy luyến thương, ta cười hát vang, ta ôm cuộc đời mênh mang, tình đã chết nên em như là bóng đêm đi tìm bóng anh dưới trăng anh.
Thật tuyệt vời. Xin cảm ơn tiếng hát của chị Mây Loan và xin giới thiệu với các anh các chị anh Minh Đức là Kiki Bo mà gắn bó với bến nhạc rất là nhiều. Một tràng pháo tay cho anh Minh Đức. Yeah. Và xin phép các anh các chị rằng là hôm nay chúng ta sẽ có rất là nhiều nhóm nhạc và ban nhạc và chương trình sẽ được Bích Ngọc sắp xếp.